quý vị việt nam tìm cách kiểm chế hoạt động của trung cộng tại biển đông trong nguồn tin nhận được đến từ hồng kông theo reuters trung cộng và các quốc gia đông nam á đang thảo luận nội dung bản phát thảo trong các cuộc thương lượng nhằm mục đích làm dịu lại tình hình căng thẳng tin nói rằng việt nam muốn đưa vào bản dự thảo bộ quy tắc ứng xử đông nam á của asean viết tắt là coc điều khoản cấm bắc kinh tiếp tục thực hiện các công trình xây dựng tại vùng biển đông đang tranh chấp trong đó có việc xây dựng đảo nhân tạo phong tỏa và lắp đặt vũ khí tấn công, kể cả hòa tiễn. Nội dung dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông cho thấy, Hà Nội đang thúc đẩy việc cấm ban hành lệnh thiết lập vùng nhận dạng bảo vệ không phận, điều mà Bắc Kinh từng đơn phương tuyên bố tại Biển Đông vào năm 2013. Giới chức thẩm quyền Trung Cộng không từ bỏ ý định buộc tất cả các hãng hàng không phải xin phép Trung Cộng khi bay qua không phận Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thái Lan Busadi Satipitak, chủ tịch Hiệp hội Đông Nam Á, vào năm tới chưa đưa ra bất kỳ nhận định nào liên quan đến đề nghị của Việt Nam. Trong khi đó, chỉ trong các phút trình trước đó, Trung Cộng đề nghị cấm các cường quốc trên thế giới diễn tập quân sự tại Biển Đông trừ khi tất cả các bên ký kết COC đồng ý thêm vào đó bắc kinh muốn loại trừ việc khai thác dầu tại biển đông của các công ty ngoại quốc giới phân tích cho rằng hai đề nghị kể trên của trung cộng chắc chắn sẽ bị một số quốc gia đông nam á phản đối một nhà ngoại giao đông nam á tuyên bố rằng không thể chấp nhận các đề nghị của trung cộng đặc biệt là đề nghị cấm các quốc gia ngoài khu vực tổ chức diễn tập quân sự tại biển đông